lễ sinh nhật của Đức Sư Mẫu. Của Lâm Môn và ông Võ Xuân Huy Cao Thị Diều. Và sau đây thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi dự một sự kiện khác cùng ngày, cùng giờ. Chào quý khán thính giả, hôm nay là ngày Chủ nhật ở miền Nam California, đẹp trời lắm. Người đứng bên cạnh chúng tôi là Hương Thơ. Hôm nay có một cái ngày giỗ tổ của một cái môn phái là trường sinh học chữa bệnh mà không có cần thuốc, thưa vị. Bây giờ Hương Thơ cũng là một trong những người mà tích cực trong cái ban tổ chức giỗ tổ ngày hôm nay. Hương Thơ có thể cho biết cảm tưởng của Hương Thơ như thế nào không? Vâng, thì Hương Thơ vì cái duyên tình cờ đến với Viện Trường Sinh Học và học đến khóa 3 theo lời rủ dê của người bạn. Và Hương Thơ cũng thực hiện một cuộc phỏng vấn của thầy Tài Duy Thành trên Sài Gòn TV. Và từ lúc đó Hương Thơ đến gần trong môn học trường sinh học này bằng cách quý vị có thể liên lạc tới viện để tìm hiểu thêm và theo dõi những hình ảnh ngày hôm nay, thưa chị. Có cái kỷ niệm nào mà đáng nhớ nhất của Hương Thơ trong lúc mà sinh hoạt với cái viện trường sinh học chữa bệnh miễn phí này không? Dạ, khi mà Hương Thơ thấy các bệnh nhân tới thì có người chữa được bệnh, những bệnh nặng như ung thư, có những người cũng họ cũng chữa tạm thời hay là cũng không chữa được. Nhưng mà cái vấn đề thành công nhất ở viện là nơi để người ta có thể làm cái phao cuối cùng cho những người mà không đã bị từ chối các bác sĩ rồi, họ có những giai đoạn cuối cuộc đời, họ tới họ tìm được những cái thông sự ủi an và cái tình thương giữa người với người, thì Hương Thơ nghĩ rằng đó là một cái món quà rất là quý, thôi chị. Rồi, cảm ơn Hương Thơ. Kính thưa quý thính giả, Kiều Mỹ Duyên cũng có đến Viện Trường Sinh Học ở thành phố Westminster hai lần để xem có những anh chị mà chữa bệnh miễn phí. Nghe nói là giáo sư Tạ Duy Thành là sĩ quan của quân Việt Nam Cộng Hòa đã đi ở tù. Mà khi mày về bệnh bác sĩ đều chê hết, nhưng mà cơ duyên đến là thầy gặp một giáo sư, một vị tu sĩ đến từ Tích Lan và truyền cái nghề, và từ đó về sau thì giáo sư Thành đi chữa bệnh miễn phí cho tất cả mọi người lúc mà chưa đi theo định cư theo viện HO. Thưa vị, cảm ơn Hương Thơ rất nhiều. Hương Thơ có muốn nói gì vài câu về giáo sư Tạ Duy Thành mà cái tấm lòng, cái nhiệt tình? Ngoài cái chữa bệnh này, giáo sư Thành còn đến bệnh viện, viện dưỡng lão chữa bệnh miễn phí cho rất nhiều người cũng hoàn toàn là không có nhận thù lao gì cả, thưa vị. Vâng, có thể nói thầy Tạ Duy Thành của Viện Trường Sinh Học là một người bỏ ra rất nhiều tâm huyết, công sức và thời gian, nguyên cả đời sống của thầy đi khắp nơi trên thế giới để truyền dạy lại cái môn học này cũng như là chữa bệnh. Thì thầy cũng là tấm gương và cũng như là người đã nối bước cái hoài bão và cái mục đích của Đại sư Tổ Dasira Narada để gọi là xóa bớt, giảm bớt những cái đau khổ của con người qua cái sinh lão bệnh tử, thưa quý vị. Cảm ơn thầy. Kính thưa quý khán giả, vừa rồi Kiều Mỹ Duyên có trân trọng giới thiệu đến quý khán giả về giáo sư Tạ Duy Thành và Viện Trường Sinh Học. Bây giờ là giáo sư đứng bên cạnh chúng tôi. Thầy Thành có thể cho quý khán giả biết là cái cảm nghĩ của thầy hôm nay như thế nào khi mà bà con đến quá đông như thế này không? Vâng, thì kính thưa chị, mỗi năm chúng tôi đều tổ chức cái buổi sinh nhật tổ của chúng tôi vào cái dịp tháng 10, thì năm nào cũng vậy, cũng rất là đông đủ mọi người, và hầu như năm nào cũng không có chỗ để mà ngồi. Thì có lẽ rằng là cái lý do mà bà con đến đông như vậy là cái thành quả mà chúng tôi đạt được ở trong cái việc làm của chúng tôi, trong cái việc làm chúng tôi của cái môn học mà chúng tôi thực hiện tại cái viện trường sinh học. Thì tôi cũng rất là vui mừng để gặp tất cả những em ở đây. Tôi mỗi năm chúng tôi đều gặp nhau để mà cùng nhau học hỏi lại, noi lại cái gương của Đức Tổ sư Dasira Narada, người đã tìm ra cái môn học cho chúng tôi làm, và cái việc làm của chúng tôi nó lại đem lại cái lợi ích cho mọi người. Chính mọi người tới đây, hầu như tất cả mọi người tới đây đa số là những người bệnh nhân đã được khỏi bệnh hoặc là được bớt bệnh, hoặc họ đã tìm được cái nguồn vui ở trong cái môn học. Cho nên thầy có thể cho biết những bệnh nào mà đã chữa bệnh khỏi rồi không? Vâng, bệnh khỏi rồi thì bây giờ là chắc là tôi cũng có thể giới thiệu với chị một vài người bệnh nhân để chị có thể hỏi người ta. Nhưng mà riêng là tôi thì tôi thấy được rất là nhiều cái bệnh đã khỏi. Chính vì thế mà cái viện của chúng tôi càng ngày càng đông người đến.
thì những bệnh như là chúng tôi, những bệnh như là ung thư máu cũng cũng có rất nhiều khỏi đó, và những bệnh ung thư khác đó, và những bệnh đau cuộc sống, có những người bị thần kinh mà họ phải uống thuốc suốt đời đó, đáng lẽ phải uống thuốc suốt đời, nhưng mà khi đến với chúng tôi chừng một tháng sau họ không uống thuốc nữa, và họ thầy Thành có chưa biết rằng chữa bệnh miễn phí rồi lấy cái chi để mà tiền ở đâu để mà trang trải mướn phòng ốc rồi làm nhiều việc khác nữa. Vâng, dạ thưa chị Kiều Mỹ Duyên, cái lúc đầu đó thì chúng tôi tự bỏ tiền ra để mà mướn phòng. Lúc đầu đầu tiên là mở cái ở cái gara của mình đó, rồi bà con tới sau đó là đông quá thì mới mướn thì chúng tôi tự bỏ tiền ra. Bỏ tiền ra thì bây giờ thì không phải bỏ tiền ra nữa. Bây giờ thì những bệnh nhân đó chúng tôi để với cái thùng tùy hỷ đó, bệnh nhân tới trị bệnh thì họ bỏ cho đó. Đó, thì đủ để mà trang trải cho cái vấn đề chi phí của cái viện. Đó, nhưng mà chúng tôi không có cái chủ đích là có cái quỹ lớn, không có chủ đích có cái quỹ, chỉ vừa đủ. Khi mà vừa đủ thì như là những người bệnh nhân nếu mà bỏ vô donate mà không đủ đó thì chúng tôi bỏ thêm thôi. Đó, mà đủ rồi thì chúng tôi ngưng lại. Đó, cất cái ngưng lại. Đó, thiếu rồi mình lại xin bệnh nhân. Đó, chính phủ có đề nghị cung cấp cho chúng tôi, tại vì tôi cái việc làm này đã được nó được biết cùng chính phủ liên bang cung cấp giấy phép và thấy có nó có hiệu quả. Chính phủ liên bang tiểu bang cũng vậy. Đó, chúng tôi được xin cái quỹ của chính phủ đó là khoảng hình như 15.000 đồng một tháng để mà chi phí cho cái này kia. Nhưng mà tôi thì thiên về cái chiều hướng của tâm linh đó, cho nên tôi không có xin cái tiền đó mà để cho những người bệnh nhân họ tự đóng góp đó, họ tự đóng góp để họ không phải mang nợ cho những người khác. Dạ, cảm ơn thầy Thành. Cảm ơn quý khán giả theo dõi phóng sự của chúng tôi ngày hôm nay với thầy Tạ Duy Thành. Xin cảm ơn thầy. Dạ, xin cảm ơn.